không bao giờ dừng lại, đúng không? Dòng sông trôi đi không bao giờ qua lại chỗ cũ. Covid là này, lần thứ hai này chắc chắn là chúng ta sẽ thắng nó thôi. Bây giờ như thế đây là bác sĩ Đương, đúng không? Nhưng mà hôm nay phải chú cháu mình cái thời gian này. Bác sĩ Đương sao tối hôm nay là tối hôm tháng 7 có tiền năm 2020, anh em chúng tôi đang nằm điều trị cách ly tại phòng thế thì mình bị xe là nặng. Bây giờ mấy chú cháu mình nhá, thoải mái, mấy chú cháu mình có hôm nay bắt sẽ có một cái buổi giao lưu với nhau, tạo một cái niềm vui cho anh em. Vài hát năm anh em cùng chiếc xe tăng. Đấy, con cảm ơn mấy bác cùng với con nhé, mấy bác cùng với con mình hát bài đi, bài đấy là hoành tráng này. Mong anh em trên một chiếc xe tăng như năm bông hoa nở thành một người, như năm ngón tay trên vòng bao bay đã xuống thành năm xin cảm ơn bác sĩ Đương. Còn nếu như mà bác sĩ Đương á, là một ngày tới trong thời gian anh em gọi lại đến bác sĩ Đương mà vẫn còn tiếp tục là chăm nom cái khoa này cũng là tốt thôi. Nhưng nếu vì điều kiện công việc, điều kiện chuyên môn, bác sĩ đi cái khoa khác mà điều trị tốt cho bệnh nhân Covid để mà tránh tức là vượt qua khỏi Covid thì cũng rất là mừng. Dạ. Mà điều rất là quý. Đó là cũng chào mấy chú mấy bác. Để chào. Vâng, cảm ơn. Chương trình cô kia nhớ chương trình bà tất cả nơi nào cũng là nhiệm vụ.